Đây là hình ảnh lợi dụng việc cải tạo mặt bằng để khai thác quặng trái phép tại gia đình ông Trần Ngọc Sơn. Theo văn bản số 1063 ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương về việc cho phép gia đình ông Trần Ngọc Sơn tại thôn Bình Man, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương được san ủi, cải tạo mặt bằng thửa đất hộ gia đình với diện tích 1.320 m². Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình ông Sơn đã cải tạo với diện tích lớn hơn nhiều so với số diện tích được cho phép mà không hề bị cơ quan chức năng nào phát hiện và xử lý. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, diện tích đất mà gia đình ông Trần Ngọc Sơn được phép cải tạo san ủi có chứa quặng cao lanh và số quặng trên được bán với giá 15.000 đồng trên khối cho đầu bường người địa phương và hàng ngày có hàng chục lượt xe tải trọng lớn ra vào để chở quặng đi tiêu thụ. Nó bán theo khối là chẳng mười mười lăm nghìn khối thôi. Còn đây là con đường bê tông liên thôn mới được làm năm 2012 theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước hỗ trợ xi măng, còn nhân dân đóng góp cát sỏi và công làm đường, nhưng hiện nay đã bị tan nát như thế này. Cái gì mà lại nát đường này? Nó cho xe nó chở. Nó chở gì? Nó chở đất à. Đất đất đấy làm gì? Quặng, quặng này. Quặng gì à? Người ta làm đồ sứ đấy cả. Qua tìm hiểu được biết, việc chở quặng phá nát con đường này có sự tiếp tay của ông trưởng thôn Bình Man, xã Sơn Nam. Theo biên bản tự thỏa thuận của ông Trần Xuân Hùng, trưởng thôn Bình Man và ông Trần Quang Sinh với ông Nguyễn Văn Quyết về việc cho phép xe ô tô của ông Quyết được phép vận chuyển vật liệu qua đoạn đường bê tông liên thôn với chiều dài 110 m. Theo ông Hùng giải thích, đây là con đường liên thôn nhưng do gia đình ông và một số hộ dân đóng góp làm lên, họ có quyền cho xe vận tải vận chuyển vật liệu ra vào mà không cần phải thông qua sự nhất trí của thôn. Nó vẫn là đường liên thôn nhưng mà thực tế là đường bê tông là của năm 2005 tôi làm. Đây là con đường liên thôn. Vâng, nó là liên thôn như vậy là thôn mình quản lý. Vâng. Cái vấn đề ký đấy thì anh có thông qua thôn để xin ý kiến thôn là đấy cho doanh nghiệp này đi vào không? Không, đấy là đoạn của chúng tôi, ngay đoạn này chúng tôi làm, chúng tôi không cần thông qua thôn. Tức là không hề thông qua thôn. Vâng. Để làm rõ trách nhiệm quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam trước thực trạng khai thác quặng trái phép đang diễn ra ở địa bàn, chúng tôi đã làm việc với ông Lê Thế Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam. Ông Hiển cho biết, ông chỉ xác nhận vào đơn san ủi cải tạo mặt bằng của gia đình ông Trần Ngọc Sơn, còn xã không có thẩm quyền cho phép hộ dân được cải tạo mặt bằng. Tôi thì tôi xác nhận là chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật, bởi vì họ cải tạo mà, thì thẩm tra là không thuộc thẩm quyền xã, mà phòng tài nguyên môi trường cái phương án. Cũng theo ông Hiển, về dấu hiệu của việc lợi dụng san ủi mặt bằng để khai thác quặng trái phép, xã cũng có nhận được phản ánh nhưng không có bằng chứng. Vậy chúng tôi đã có ý kiến và các anh lấy mẫu mang đi phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh, thế và phòng tài nguyên môi trường của huyện cũng đã về làm việc. Cụ thể các bác mấy mẫu đi thử, nhưng mà có biên bản cụ thể mà tôi giao cho đồng chí phó tịch phụ trách lĩnh vực này, đồng chí Trần Quang Lục, nhưng mà không có văn bản gì trả lời của chúng tôi cả. Sơn Nam là xã có trữ lượng cao lanh lớn, phân bố tại nhiều địa điểm khác nhau. Nếu các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang không có biện pháp quản lý, xử lý nghiêm việc lợi dụng san ủi cải tạo mặt bằng để khai thác quặng trái phép, thì tài nguyên khoáng sản quốc gia sẽ còn bị thất thoát. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.